và đặc biệt là một cái vật để trang trí trong nhà. Nó giống như là một cái vật không thể thiếu ở bất kỳ một gia đình nào, đều có một cái động lực, đặc biệt là đối với các bác mà tín đồ chơi, đam mê đồ gỗ, thì đây là một cái sản phẩm vừa chơi được gỗ, vừa có giá trị sử dụng trong nhà mà lại trang trí và rất là đẹp. Hello, xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đến với video của Sơn. Hôm nay thì Sơn cùng với Chiến với cả Đức đã lập trình để tạo ra một cái dòng sản phẩm mới ở bên Sơn sẽ chuẩn bị triển khai. Và trực tiếp thì bên Sơn sẽ kiểm tra từ cái khâu chọn gỗ cho đến khâu gia công và thành phẩm, đóng gói, chuyển tới tay các bác, làm sao để đảm bảo cái chất lượng nhất có thể để phục vụ các bác ở trong cái dịp Tết này. Đó là cái dòng sản phẩm về đốc lịch các bác ạ. Đốc lịch là cái dòng sản phẩm mà để có thể chúng ta có thể treo những cái tờ lịch của chúng ta lên trên đó. Với cái sự đó là thứ nhất là dùng để theo dõi ngày tháng năm, quan sát về cái công việc, theo dõi về cái ngày giờ vận hạn hay là cái giờ tốt giờ xấu. Và đặc biệt là một cái vật để trang trí trong nhà. Nó giống như là một cái vật không thể thiếu ở bất kỳ một gia đình nào, đều có một cái đốc lịch, đặc biệt là đối với các bác mà tín đồ chơi, đam mê đồ gỗ, thì đây là một cái sản phẩm vừa chơi được gỗ, vừa có giá trị sử dụng trong nhà mà lại trang trí và rất là đẹp. Với cái dòng đồ gỗ thì ngày càng nó bền hơn. Các cái sản phẩm về đồ gỗ thì chúng ta sẽ không sợ bị lỗi mốt, hay là nó không sợ bị han gì, hay là nó bị lỗi thời gì cả. Với gỗ này thì có thể bền đẹp lâu. Các bác nếu mà nó bị xước thì chúng ta có thể đánh bóng lại. Bây giờ Sơn sẽ đi vào trong này để xem cái máy nó đục đến đâu rồi. Và từ đến chiều giờ thì đục được một công đoạn này các bác ạ. Máy đục thì bây giờ Sơn hiện tại là đang thử nghiệm một cái mẫu. Thử nghiệm một cái mẫu nên là vẫn đang để ở trong này các bác ạ. Thế các bác mai mốt thì Sơn sẽ tiến hành đục là một lần đục như này mình sẽ đục được 3 cái các bác ạ. Bởi vì diện tích là chỉ đục được 3 cái thôi. Nhưng mà mình sẽ có 2 máy ở đây thì sẽ đục được 6 cái một lần. Và một ngày thì chắc đục khoảng 3 mẻ đúng không? 3 lần đúng không? 3 mẻ. 3 lần đến 3 mẻ. Mình sẽ làm nhiều kích thước khác nhau. Đấy, có những bác thích kích thước bé này. Có những bác không gian nó rộng thì nó sẽ treo những cái đốc lịch nó to, nó rộng, nó sẽ phù hợp với căn phòng hơn. Còn bây giờ một ngôi nhà bé, ngôi nhà bé mà lại treo cái đốc lịch rất là to thì nó lại không tạo nên cái điểm. Nhưng mà kể cả bé hay to thì mình cũng sẽ đục kênh bong luôn. Là mình đục sâu và đục sắc nét luôn. Đẹp luôn. Đục cái này là nó mình có thể thiết lập ra cái mẫu của mình các bác ạ. Ví dụ như các bác thích để tên của bác ở đây cũng được nữa. Để tên vào đây cũng được. Nhưng mà cái đấy là đặt theo yêu cầu nên là cái đấy là giá cao hơn. Còn đây là một cái mẫu cũng là đẹp nhưng mà đầu tay. Nhưng mà như này là thành công rồi. Như này là biết thành công rồi đúng không? Nó cứ chạy theo như này rồi. Có gì đâu mà không thành công. Mình là lần đầu tiên như thế là cũng sự sung sướng ở đấy rồi. Như này là quá thành công rồi, vui lắm các bác ạ. Cái tác phẩm đầu tay mà vui mà nó lại là ý nghĩa nữa cơ, cái tác phẩm đấy. Nếu mà tặng đến các bác đang dùng trong dịp Tết thì rồi phải nói là quá đẳng cấp. Thứ nhất là cái gỗ nha, chất gỗ gõ đỏ nha. Nếu bác thích chơi gõ đỏ thì đây là tác phẩm độc đáo. Thứ hai lại mang cái sự may mắn, cái sự gọi là đầu xuân năm mới, lộc cho cả gia đình các bạn, cho cả nhà, cho cả gia đình nhá. Đây là một tác phẩm vừa được chơi này, vừa mang lộc này, vừa mang cái sự thu hút sự may mắn về cho cả gia đình luôn các bạn. Đó. Đấy các bạn. Rất là nhiều điều ở cái tác phẩm này. Tác phẩm đầu tiên đầu tay này có khả năng là Sơn sẽ để ở nhà tặng một ai đấy đặc biệt các bạn. Lúc nào mà mình vận hành tốt rồi nhá. Đấy. Sau đấy mình mở cho một cái lớp gọi là lớp thôi, thực ra mình chỉ dạy khoảng 2-3 người. Những cái bạn mà bây giờ ở trong vùng sâu vùng xa ấy, có thể những bạn đấy không đi học nữa, trong độ tuổi đang học cấp 3 chẳng hạn. Đấy. Thì mình sẽ dạy cho những bạn đấy cái công việc này. Sau về các bạn có thể có một cái công việc có thể tự lo nuôi sống bản thân và cho gia đình. Đục hết lớp này đến lớp khác, đây là mới bắt đầu đến giai đoạn khá rồi các bác. Vẫn còn chưa hiện ra đâu. Đúng rồi, vạn sự như ý đây rồi. Đây là ra chữ như ý đây rồi. Đúng rồi. An khang thịnh vượng. Lịch bên dưới này. Lịch bên dưới, bên tranh bên trên. Cái bước bên trên như là một cái bức tranh nữa đúng không? Tranh đấy, bên dưới này là chữ này sao, lịch bên dưới. Ở bên này là họa tiết thôi. Hoa lá các thứ. Đấy các bác, xếp là
xem là vào xem cái công trình mà anh em đang làm ở đây là thấy cũng thấy vui rồi các bạn. Từ hôm bây giờ là ăn nhậu mất bao nhiêu bữa với cả là đi học mất bao nhiêu ngày các bác ạ mới có thể là làm được. Các bạn này, chúc mừng năm mới các bạn nhá, chúc mừng năm mới vạn sự như ý. À đâu rồi, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Đẹp quá, đẹp vậy nhờ, cái này đẹp ạ. Bắt đầu hình dung ra cái bức tranh được không? Cứ cầm lấy. Ở bên này là cái gì đây ta? Cái dây à? Đây là giống cái dây đúng không? Dây là nó cuốn lên cành cây hoa lá, nó cuốn ở trong cái cây này. Cuốn cái dây này lên. À cái này nó đại diện cho mùa xuân này. Cái sự đâm chồi nảy lộc nhiều này. Tài lộc này. Rồi vạn sự như ý này, đúng không? Rồi là cái chúc lời chúc đầu năm nữa này. Đấy, em mang làm quà tặng cũng rất là ok đó nhá. Cái này ví dụ các bác quý ai thì mang tặng cái phần quà này cũng rất là may mắn. Bởi vì người ta sẽ bảo vệ được rất là lâu, đúng không? Treo ở trong nhà bao nhiêu cả chục năm, vài chục năm cũng vẫn treo được. Rất ý nghĩa. Ý nghĩa đúng không? Cái này mang tặng tặng sếp hay là mình có thể tặng tặng bạn, tặng bè hay là mình tặng những người thân của mình. Đây các bác này, hôm trước là đã bị ở đây bị cháy một lần các bác ạ. Ở đây là bị cháy một lần nên là hôm nay là từ cái khâu là anh em bắt đầu đấy cũng phải là rất là làm nó phải rất là sạch sẽ ở nơi này thì nó mới an toàn được. Còn cái mùn này nó cháy mạnh luôn, đặc biệt là nó bám vào những cái nhựa này thì nó cháy là ghê gớm. Nên là từ bây giờ anh em Sơn là sẽ phải có bỏ thời gian để mà dọn dẹp cái khu vực này cho nó đàng hoàng lại, cho nó ok luôn. Và tạm thời thì anh em sẽ tự làm, nhưng mà dần dần thì sẽ tìm một cái người bạn nào đấy trẻ tuổi thôi thì chưa biết nghề, Sơn sẽ dạy và chỉ cho bạn ấy làm cái CNC điều hành này luôn. Chiến sẽ dạy cho Mạnh Sơn đấy, Chiến dạy cho bạn ấy làm cái này và cũng là tạo công ăn việc làm thứ nhất. Thứ hai đó là để anh em có thêm thời gian để làm những cái nhiệm vụ quan trọng khác nữa. Đấy, đấy là một cái tí tâm sự để chia sẻ với bác. Nó sắp tới thì khi mà vận hành ok, tất cả các mẫu mình làm là ngon lành hết rồi thì lúc đấy mình sẽ chỉ và đào tạo toàn bộ những ai mà muốn học thì Sơn đào tạo miễn phí hết các bác nhé, không có lấy tiền, được chưa? Để tạo công ăn việc làm cho anh em, tạo công ăn việc làm cho những người bạn ở xung quanh khu vực này của Sơn. Đấy các bác. Bây giờ sẽ có đôi lời phỏng vấn đối với giáo sư học và tiến sĩ Chiến ở đây, bởi vì Chiến lập trình ra cái môn này. Còn giáo sư học đây là nghĩ ra cái trò này các bác. Giáo sư học. Đấy, bây giờ là anh em bây giờ đang quan sát để xem cái sản phẩm đầu tiên đầu tay tạo ra là như nào. Xem Chiến chia sẻ một tí đi chứ. Vâng, xin chào các bác nhá. Thực sự là bỏ ra cho nó oách. Thực sự là bây giờ ra tác phẩm đầu tiên nó rất là sung sướng các bạn. Giống như là khi mà mình làm được một cái điều gì là mới lạ các bác. Mình rất là sung sướng và mình rất là chăm chú vào cái tác phẩm này quá. Chăm chú vào luôn. Các bác nhìn này, mỗi lần mà nó ra em hút bụi này để gắm nhìn cái tác phẩm của mình mà tự tay mình làm các bạn. Đấy. Hy vọng rằng đấy những tác phẩm mà bọn em tự tay làm tại xưởng này sẽ mang đến tặng các bác. Các bác nhận được các bác sẽ cảm thấy rất là vui sướng bởi tất cả những tác phẩm đều là do xưởng bên em làm. Và mong muốn rằng những cái điều mà trong tác phẩm này muốn gửi tặng các bác đó là vạn sự như ý, hạnh phúc và bình an các bác nhé. Rất là cảm ơn các bác. Rất tuyệt vời đó, các bác. Chiến vừa đang chạy một cái tác phẩm là vạn sự như ý các bác ạ. Đây là một cái nốc lịch. Cái lịch mình sẽ gắn vào đây à? Đúng rồi, đây. Cái chỗ này gắn lịch đây à các bác này. Đây là dòng chữ này. Đấy. Đây là vạn sự như ý à? Đây là ông thọ hay là ông gì đấy người đó. Đây là ông thọ à? Đấy. Ông địa. Đấy các bác. Đồng tiền này. Đây là cây này. Đấy. Đấy. Họa tiết bên dưới đó. Rất là tập trung các bác, đến đâu là hút bụi đến đấy. Bác nào cảm thấy thì video này thú vị thì để lại comment của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.